Cô xin chào tất cả các bạn nhỏ khối mẫu giáo 5-6 tuổi của trường mầm non Tường Hành. Cô rất vui khi được gặp chúng mình ở video tiếp theo rồi đấy. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình tìm hiểu một số loài động vật sống dưới nước. Và trước khi vào video thì chúng mình sẽ cùng hát với cô một bài hát nhé. Hãy về sinh sinh, cá vàng bơi trong bể nước. Ở đầu video vừa rồi là con cá phải không nào? Vậy con cá gồm có mấy phần? Chúng mình cùng quan sát nhé. Con cá gồm có 3 phần: phần đầu, phần mình và phần đuôi. Đầu của con cá có những bộ phận gì? À, có mắt, miệng, mang đấy chúng mình ạ. Và mang chính là bộ phận để giúp cá có thể thở được ở dưới nước. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng xem cách chú cá thở dưới nước như thế nào nhé. Vậy, phần mình của chú cá thì có những bộ phận nào? À, có vảy và có vây đấy chúng mình ạ. Phần vây cá có thể giúp cá bơi ở trong nước. Vậy cá chuyển hướng ở trong nước thì cần đến phần đuôi đấy chúng mình ạ. À, cá thì có rất nhiều loại. Ví dụ như chúng ta sẽ có cá rô, cá mè, cá chê, cá chấm, cá diêu hồng hoặc cá trạch đấy. Chúng mình xem có sự xuất hiện của con vật nào đây. À, đây chính là con tôm đấy. Vậy chúng mình có nhận xét gì về con tôm? Con tôm thì gồm có mấy phần nhỉ? À, chú tôm có phần đầu, phần mình và phần đuôi đấy. Đầu của chú tôm thì có mắt, có râu và có càng. Vậy còn phần mình của chú tôm thì chúng mình thấy thế nào? Mình của chú tôm thì có một lớp vỏ rất mỏng và có rất nhiều chân. Cuối cùng là phần đuôi của chú tôm lại giúp chú tôm bơi lùi rất là nhanh đấy chú mình ạ. Và bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng xem những chú tôm bơi lùi như thế nào nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng so sánh sự giống và khác nhau giữa tôm và cá nào. Nhau giữa tôm và cá như sau. Cá thì có vảy, có vây, có mang và cá bơi tiến đấy. Còn đối với tôm thì tôm có càng, có vỏ, có nhiều chân. Và đặc biệt tôm bơi giật lùi đấy chúng mình ạ. Vậy điểm giống nhau là chúng đều là động vật sống dưới nước, bơi được, đẻ trứng và cung cấp rất nhiều chất đạm cho con người đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng quan sát. Và đây là con vật gì? Đây chính là một chú cua. Vậy chúng mình sẽ cùng quan sát con cua. À, những chú cua có những chiếc càng rất to, có chân hay được gọi là cẳng đấy. Chúng mình sẽ cùng đếm xem cua có mấy chân nào. Cua có 8 chân đấy chúng mình ạ. Ngoài ra những chú cua còn có những chiếc mai rất là cứng cáp. Và khi di chuyển thì những chú cua này bò ngang đấy. Chúng mình sẽ cùng quan sát đây là con gì? À, đây chính là những chú ốc phải không nào? À, chúng ta có gì đây nhỉ? Đó chính là miệng ốc đấy. Ngoài ra, ốc còn có vỏ. Phần vỏ của ốc rất là cứng. Phần thân ốc nằm trong vỏ.
và được bao quanh bởi một chiếc vỏ rất cứng. Ốc không có mắt và ốc di chuyển bằng miệng đấy chúng mình ạ. Vậy chúng mình sẽ cùng so sánh sự khác nhau giữa cua và ốc nào. À, những chú ốc thì có những chiếc nắp đậy, không có chân và có vảy ốc, có vỏ bao bọc xung quanh mình ốc. Còn chú cua thì có cẳng, có rất nhiều chân và có phần mai rất là cứng. Về điểm giống nhau thì là đều vận động vật sống dưới nước và có rất nhiều chất đạm và canxi. Giờ chúng mình sẽ cùng đến với trò chơi tìm nhanh chọn đúng. Chúng mình sẽ cùng quan sát những đáp án và những câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên: con gì 8 cẳng 2 càng? A. Con cua. B. Con tôm. C. Con cá. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án đúng chính là con cua. Chúng mình đến với câu hỏi thứ hai nào. Chúng mình cho cô biết con cá thở bằng gì? A. Thở bằng vây. B. Bằng mang. C. Thở bằng miệng. Chúng mình cùng suy nghĩ nào. Đáp án đúng là thở bằng mang. Chúng mình đến với câu hỏi thứ ba nhé. Con gì bơi lùi? A. Con cua. B. Con tôm. C. Con cá. Chúng mình cùng suy nghĩ nào. Và đáp án đúng là đáp án B, con tôm. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Và vừa rồi thì cô đã giúp chúng mình tìm hiểu xong một số con vật sống dưới nước rồi đấy. Môi trường nước rất là đa dạng và phong phú phải không nào? Chính vì vậy, các bạn nhỏ hãy nhớ, chúng mình không nên vứt rác xuống ao, hồ, sông, suối làm ô nhiễm môi trường nước. Và đặc biệt, chúng mình hãy luôn luôn vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường xung quanh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ vào những video lần sau.